Thử hỏi tại ai mà lỡ làng duyên nợ, thầm hỏi trời cao ai là kẻ vong tình. Không có tiền đi học nữa. Mấy bữa nay nhờ mấy anh cho tiền, có tiền đi học gì. Để con hai ba đứa cái không có ai lo. Vợ thì đi tào lao, từ giờ tôi có chồng nữa. Con nghe là nhà tôi có nhà, có nhà. Nói là ông bà đang cho cha tôi xây nhà rồi. Nhiều cô chú anh chị nói anh Danh To anh nhận được nhiều quà nè, được xe, được cất nhà gì nè. Dạ. À, biết đâu vài bữa vợ về. Cô lấy cho em cái đầm này. Thôi anh mặc cái đầm đó. Dạ, ông Cà Bà Lốc mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Hoàng Linh Miền Tây và Mr. Nhật. Thì hôm nay em Hồng Ca cùng với Mr. Nhật và Hoàng Linh Miền Tây quay trở lại nhà anh Danh Tôn. Thì cũng chắc cô chú anh chị cũng hỏi là hôm nay sao không thấy Quỳnh Trung. Thì hôm nay Quỳnh Trung nhà có việc bận riêng với cô chú anh chị cho nên Quỳnh Trung không có đến. Thì hôm nay em Hồng Ca đại diện cũng chung nhóm mấy anh em lại đây cũng thông báo cho anh Danh Tôn một cái tin hết sức là quan trọng. Dạ. Anh biết tin gì nữa không? Không, em chưa biết anh. Trước tiên thì xin phép cô chú anh chị cho anh Danh Tôn gửi một lời chào đến cô chú anh chị trong nước và ngoài nước. Chào, chào mấy cô, mấy chú, mấy bác. Thì hôm nay em lại đây trước tiên là hôm nay là ngày 29, cũng như mấy clip trước thì cũng đã thông báo cô chú anh chị là ngày 29 bắt đầu động thổ, cúng động thổ và khởi công xây căn nhà mơ ước cho bốn cha con anh Danh Tôn. Dạ. Thì hôm nay thợ cũng đang căng nền sẵn nè cô chú anh chị. Những cái chỗ đó là thợ họ làm sẵn rồi, thì mấy anh em vô thì dắt chưa nắng thì thợ cúng kiến xong thì mấy anh thợ cũng đã về. Cái điều đặc biệt là hôm nay thông báo cho anh Danh Tôn là có một cái chị ở bên Tây Úc là chị Kim Xuyến hỗ trợ cho bốn cha con anh một cây nước. Yeah. Một cái giếng nước là khoan cái nước đó cô chú anh chị. Yeah. Chị gửi về 500 đô Úc, thì 500 đô Úc này đổi ra tương đương khoảng là 7 triệu mấy đó cô chú anh chị. Thì không biết ở đây mình kêu khoan cái nước khoảng bao nhiêu hả anh? Em cũng không biết nữa. Nào giờ đâu có khoan, em cũng không biết nữa. Bữa trước á, nghe anh Thống nói là nó tầm khoảng chừng 6 triệu mấy gì đó. Dạ. Thì không biết cái giá nó từ dùng nó thay đổi của chính chị, không phải là chỗ này nó giá này mà chỗ kia giá kia. Nó tùy theo cái mạch dạ, nước. Dạ, tùy theo, dạ. Rồi ở đây là nhà mình xây là anh có dự định khoan cái nước chỗ nào? Em tính khoan chỗ này nè anh. Khoan bên đây hả? Dạ, bên đây nè. Khoan ở đây là toilet với đồ rửa chén rửa gì là nó đây luôn. Dạ. Là cái do cái diện tích nhà nó bề ngang 4 mét rồi cô chú. Dạ. Chị. Thì sẽ xây riêng cho bốn cha con một cái bếp bên đây. Dạ. Một cái toilet chứ, cái toilet lòi ra bên đây nè cô chú anh chị. Tại vì đất ở đây thì ở trước nó nhỏ, ở sau nó bự. Thì mình xây cái toilet riêng ra ngoài. Khu vực này là bếp, nút, đồ nấu ăn, đồ vòng vòng đây nè cô chú anh chị. Dạ. Còn điều đặc biệt nữa thì hôm nay thì em cũng thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chở xuống đây một cái thùng đồ gửi cho anh. Gửi về nhà em thì em chở xuống đây. Dạ. Và bên kênh của cháu Nhật, Mr. Nhật thì cũng có một cô chú gì đó gửi một cục đồ cho mấy cha con nữa. Dạ. Thì em cũng thông báo với cô chú anh chị thì hiện nay thì em cũng đang nhận tiền để ủng hộ cho bốn cha con anh Danh Tôn ở đây. Dạ. Thì cái danh sách thì chắc là cái clip sau em sẽ công bố, tại vì tiền cũng đang trên đường về cô chú anh chị. Em đợi em nhận đủ hết thì em sẽ cập nhật cái danh sách để gửi đến cô chú anh chị. Thì bây giờ chắc là mấy anh em mình vô trong nhà để đón nhận những cái phần quà của cô chú anh chị gửi về cho bốn cha con. Dạ, con cảm ơn cô bác nhiều. Rồi, mời cô chú anh chị vào bên trong để đón nhận những cái phần quà. Đây là cô chú anh chị, đây là thục đồ của cô Lý ở Gò Vấp là gửi trên kênh Hồng Ca Vlog. Còn bên đây là của kênh của cháu Nhật, thì chút xíu nữa thì cháu Nhật sẽ công bố cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi. Thì đây hai anh em chở xuống có hai cục đồ. Anh Danh Tôn dắt giùm em cục này vô ha. Dạ. Anh sẽ dắt cái này vô của cháu. Dạ. Nhật vô. Nó cũng hơi là nặng nặng cái thùng này. Dạ, cái cục này nặng này cỡ 20 kg, 25 kg. Rồi chú chào hai con nha. Chào mấy cô nữa con, mấy cô gửi chào đồ ông bà, cho cô con chú, nhiều cô chú anh chị nhắc nhở mình về anh Danh Tôn. Dạ. Anh đó là kêu bằng cô chú bác là được rồi, nhưng dạ, mà các con của anh thì nên chào ông bà cô chú ha. Dạ. Nhiều cô chú người ta cũng góp ý với mình là như vậy. Dạ. Rồi bây giờ leo lên chuẩn bị khui quà, bữa nay là để mấy cha con tự khui, em không có trợ giúp nữa đâu. Dạ. Rồi leo lên tự khui nha. Dạ. Mr. Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Thì
Đây là cái phần quà mà của một chị, đó là chị Bạch Tiết gửi cho bốn cha con Anton. Thì mấy clip trước thì chị cũng có gửi tiền để hỗ trợ vào việc xây cất căn nhà với cô chú anh chị. Thì chị cũng có gửi thêm một cái phần quà cho Anton nữa, thì không biết cái phần quà này là gì. Bây giờ chắc nhờ Anton khui phần quà này để xem bên trong chị Tiết gửi gì cho anh. Dạ. Cảm ơn. Tiếp theo đó, rồi. Tiếp theo đó là đây là một cái thùng của cô Lý ở Gò Vấp gửi kênh YouTube Phòng Cao Vlog nè, cô chú anh chị có địa chỉ hình như là thùng này để ngược hay sao á, lật lại cái tem bên đây nè cô chú anh chị. Đây không biết cái gì trong đây, cô để hàng dễ vỡ, để kỹ quá nè. Thì trước tiên thì cho Hồng Cao Vlog gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lý ở Gò Vấp và chị Bạch Tiết. Chị Bạch Tiết gửi trên kênh của Mr. Nhật. Rồi bắt đầu bốn cha con bắt đầu khui quà ha. Dạ. Mr. Nhật đi kiếm đồ khui đi chứ em không có khui tiếp anh bữa nay nữa đâu. Hai con bữa nay có đoán được là trong này cái phần quà của cô Lý gửi cho mình là gì trong đây không? Đồ gì? Con có đoán được đồ gì không? Đoán được không con? Không ạ. Chú nghĩ đây là đồ chơi cho hai đứa con á. Cô quán kỹ quá trời không à. Nếu đồ chơi con mừng không hả, là quần áo cái con mới mừng. Dài lắm anh, phải kiếm cái dao. Để anh lấy cái dao á. Đừng có xé đó, anh chỉ gập đây thôi. Chút lấy dao dao bắt hai chút. Dao con kéo kìa. Cô gập hai cái bên đây là được. Cô mới gửi bà quán kỹ quá nè, sợ ướt nè. Đồ đi xa mà cô dạ. Để hàng dễ vỡ đây nữa nè cô chú anh chị. Em nghĩ là chắc cảm ơn mấy cô mấy bác nhiều. Rồi gặp bên đây nữa được rồi. Cái hai cái này là để mình mở ra từ từ cho nó đặc biệt chút xíu. Dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Đúng rồi, cắt ngang đó. Nhiều cô chú anh chị nói anh Danh Tôn nhận được nhiều quà nè, được xe, được cất nhà gì nè. Dạ. Biết đâu vài bữa vợ về, dạ. Cái chuyện đó có xảy ra không anh Danh Tôn? Vợ về cũng về, nó về thăm con đó chứ đâu thăm em đâu. Dạ. Dạ, bây giờ thì tới khui quà. Đây là phần quà đầu tiên của cô Lý ở Gò Vấp gửi cho bốn cha con. Giờ khui ra đi. Dạ. Này như cô lớn vẫn đi học nữa hả? Dạ, đi học chứ gì anh. Sao chủ nhật mà cũng đi học nữa anh? Nó đi học môn này môn kia. Đây nè, tên tên có cặp sách nữa nè. Ồ quá trời dữ luôn. Từ món này bữa nay đẹp à. Còn tem luôn nè cô chú anh chị. Cái này cái gì ta? Anh cứ lấy ra luôn đi anh, đồng hồ. Cái đồng hồ treo nhà luôn nè. Khui ra luôn. Rớt cái gì rồi? Chết mồ gãy rồi. Bẻ. Không gãy rồi. Rồi. Chết bà rồi. Ây da. Là để hàng dễ vỡ mà vẫn gãy luôn rồi cô chú anh chị. Cái này cũng không có. Ôi gãy cái niềng ngoài không sao. Gì nhắc kêu lại. Đồng hồ ta gán gỡ cho mới phải không? Cái này chắc do bên vận chuyển rồi cô chú anh chị. Ây da. Nè trung tâm tiêm chủng vaccine dành cho trẻ em. Giờ chắc cô Lý này cũng làm trong cái cái bên trung tâm tiêm chủng này hay sao á. Dạ. Rồi mình để riêng qua bên đó đi. Dạ. Phần quà đầu tiên. Này treo nhà đẹp lắm nè. Ây da. Đúng rồi, lấy sao rồi. Để mình sửa sao đi. Để mình sửa sao, để riêng bên. Đây nè, nãy giờ bé lớn là con là tên gì? Phượng hả? Bé Ngọc. Bé Ngọc nãy giờ cầm cái này mà không biết cái này cái gì. Con có nghĩ là nó bị sao mà xẹp lép vậy? Cái này là cô Lý gấu bông hút chân không, nó xẹp vô cho nó gọn á. Con có thể khui ra được. Đây là gấu bông. Để gì đi con? Để gì đi? Con cái này cho mấy cô bác coi nè. Giờ khui bắt đầu khui mấy cái vỏ này trước đi. Thùng nào đồ này hình như giá trị á. Này quần áo bộ đồ bộ nè. Ô cái này quanh ngọc dừa luôn nè. Đúng rồi, dừa y luôn. Nè, ngọc, đồ này mặc mát lắm nè. Dừa mà mát nè, mỏng mà. Hả? Không, cái này không, cái này để chút khui ra, chút xíu khui sao. Cái này hả? Bộ đó là. Nè con lấy đây cái nào, con lấy con dừa đi. Con mở ra coi rồi xong con cuốn lại y gan vậy. Ồ cái này mấy cái này đồ này là êm luôn nè, mấy đứa nhỏ là mặc là dừa luôn nè. Mát nha. Cái này. Quá trời dừa luôn. Mấy giải này mặc mát nè. Dạ mỏng. Này hôm nay là chú để cho mấy cha con tự khui coi cái nè, cái có cái vỏ này không biết. Ồ có cái gì nặng nặng cái này nè, khui ra coi. Dừa luôn nè. Coi con. Cái đó cái gì? Khui ra cô Lý gửi cho mình cái gì đó, đó là xà bông rồi. Ồ, xà bông cục. Ồ cái này để xà bông mình tắm mình. Đúng rồi, xà bông tắm. Đúng rồi. Cảm ơn cô đi con, cảm ơn cô đi. À đây là của cô Lý ở Gò Vấp. Cô Lý. Cảm ơn cô. Cảm ơn cái này như đồ của mấy bé không à. Chưa có thấy đồ nào của anh Danh Tôn ha. Dạ.
Đó, như đó của anh đó. Cái này của em cái gì á? Ừ, đồ. Cái này ngon à. Ngon. Anh khoái rồi cô chú anh chị. Cái này ngon nè, cái này vừa em luôn nè. Mặc cùng cục mát luôn. Để cởi ra thử luôn đi. Thôi. Chưa đâu, chưa. Đó, áo quá đẹp luôn nè, thấy không anh Hồng? Cái này áo mới luôn á, đẹp luôn á. Bộ Barcelona luôn. Này đó, đó cầu thủ đó banh gì nè. Cái này là vừa em luôn trời. Vừa không, mặc mát luôn á. Quá đẹp. Đồ này mặc mát lắm cô chú anh chị. Hình như còn một bộ thể thao trong đó nữa. Cái này cái gì đó? Cái này cái gì đó? Cái này coi này ép đồ mà hút chân không luôn rồi à, cho đó. Nó gọn thôi cô chú anh chị à. Có máy hút chân không chứ xíu mình khui ra từ từ dạ. Trong đây là những cái áo thể thao nè, không biết của người lớn hay là của mấy bé nữa. Áo thể thao nè. Ô, cái này cũng vừa em luôn nè anh Hồng. Cái này là con trai lớn em cũng mặc được luôn nè. Áo thể thao em cũng mặc được luôn. Cô rất là kỹ nha, cô dạ. Đưa đồ ở đây cô hút chân không hết trơn à. Hút chân không gì nó đỡ cái là những cái thùng đồ. Ô, đây cái này nè cô chú chị. Ô, mấy bữa nay có áo thùng mặc là em mà anh ca anh Hồng ca. Khoai áo thùng hả? Ừ. Ủa có pin nữa hả con? Có pin nữa. Cái này cái gì luôn nè. Ô, này giày dép luôn nè. Giày luôn kìa hai đứa. Giày dép luôn nè, ngọc quánh. Bữa hổm là vừa không vừa không vừa quanh á, cái đó vừa quanh á, bữa hổm giày kia thì con nè. Rồi rồi nè. Giày là của bé Ngọc mặc gì mang vừa nè. Ồ, cái này quần áo này đẹp đẹp không trời. Ô, này quần cục em nè anh Hồng Kha ơi. Ồ, mát này quần cục em vừa luôn nè. Mát lắm nè cô chú anh chị. Ồ, cái này cô để riêng hết trơn, cái này quần cục riêng nè, để riêng đây, cái này để riêng con. Để nó lộn xộn. Cái này quần cục. Quần cục quá trời, quần áo luôn nè. Ừ, có quần tây nè. Có quần tây luôn ha anh. Quần này là như anh Danh Toan hay mặc cái. Ừ, em hay mặc quần thun nó mát nè anh. Để đi làm hồ rồi đi ruộng rồi đó. Cái này mặc đi chơi được luôn nè, đẹp nè. Đi đóng nước luôn hả? Ô, con này đem cưới thì trừ chết. Đây là quần tây nè. Ừ, này quần tây nè, quần sọt, quần lửng nè. Cái này anh Hồng Kha mặc vừa em mặc bữa nhỏ. Ôi, nhỏ của, cái này là của cô Lý gửi cho mấy cha con dạ. Em này chắc không có vừa đâu. Còn có quần này em này ngon nè. Đúng rồi, quần này đẹp nè. Vừa không? Vừa luôn, quá vừa luôn. Cái này đám cưới được ha. Đi đám cưới là được nè. Dạ. Bây giờ hết cái thùng này mình khui cái này hết anh Hồng ha. À, còn mấy cái này nè mình khui luôn đi dạ. Cho bà con xem. Khui sẵn một lượt mấy này luôn. Dạ. Cắt ra chừng nó rách áo bên trong nha. Nè con gấu bông này ai đấu giá, hai chị em ai giành gấu bông này rồi? Con hả? Con này con khui gấu bông này cho cô Lý xem coi có mình khui ra là nó phì lên đó. Ủa, áo này áo màu dữ ta. Ủa này đâu phải áo. Này gì đó. Dạ. Ô giải. À đây là cái gì? Ô cái này để mình đẩy bàn, đẩy cái gì nè. Tivi đi. Ừ, đẩy tivi nè, à, mà con có bác. Mày mốt có tivi rồi. Có tivi á, nghe anh Trung mua tivi cho em đó anh ừ. Ca anh Hồng. Ờ à, bữa nay thì đó mình đẩy bật việc nhà của chú chị. Ồ áo này. Ồ. Đẹp nè, mặc vô cái sỏi vô luôn coi. Ồ này ngon à. Ngon không? Thì đi đám cưới được nè. Đi đám cưới được nè. Không thiệt. Hả? Quá vừa luôn trời trời. Quá đẹp trai luôn. Bả lựa sao mà gan luôn trời. Cổ cô Lý lựa chứ không phải bà nào lựa. Dạ. Chưa không được cái con này. Này chú khui giùm con nha. Khui giùm con chú. Nó không biết khui cái này luôn cô chú anh chị. Đưa kéo cho chúng ta đây. Đây này cắt cho em miếng ngay đây coi. Cho mấy bé nó thấy gấu bông thường mấy bé gái nó hay thích rồi được rồi. Thích nó thích gấu bông lắm cô chú anh chị. Nè khui ra cái nó phì lên. Sao hay dữ trời. Cái này quần áo đẹp luôn nè, quần áo mới nè. Đây. Hép hay thiệt. Quá trời đẹp nè. Đẹp tối ngủ à, Ngọc Quanh. Cảm ơn cô ơi. Cảm ơn cô. Cô cảm ơn cô Lý. Cảm ơn cô Lý. Rồi, yeah, Ngọc. Này quần áo hàng hiệu luôn nè. Có tem luôn nè. Có tem luôn. Đâu tem nó mới luôn á. Trời ơi, bé nhỏ nó không có. Nhỏ nó quanh kêu rồi cô chú anh chị. Cô Lý gọi. Này quanh cũng lửa nào lửa đó con. Này quần áo đẹp đẹp không. Bé nhỏ mặc cái đồ này vừa nè. Vừa luôn á. Này nè, cái này nó vừa luôn. Đây nữa nè, cái này đặc biệt là mấy chắc mấy áo thể thao với cô chú anh chị. Cái này quần áo mới không là cô cái này quần áo mới nè. Cái áo đó cái áo mới. Áo mới còn có đầm luôn nè. Ừ. Ha. Ô cái này của ai cũng quanh vừa nè. Rồi, đầm vừa nè. Ô cái này quá đẹp luôn nè. Quá đẹp luôn. Sao không cho anh cái đầm nữa cho vậy? Mặc cái này. À, anh Danh Toan, dạ. Cô Lý không cho mình cái đầm nữa. Nè cô Lý cho em cái đầm này. Cho anh mặc cái đầm đó nè. Nè cái đầm này đẹp thiệt chứ bộ. Nè, anh thích mặc đầm không? Bữa nào nhờ cô chú gửi cho mình vài cái đầm mặc. Dạ. Nè còn đây nè, khui cái gì trong này luôn, sẵn khui được khui. Cảm ơn cô nhiều nha cô ơi. Ủa, cái con cặp không biết ở đâu đâu. Cái cặp hôm bữa là hai con là bé nào lấy cái cặp trước? Cái đợt rồi á là con hả là em? Cảm ơn bà con cô bác nhiều. Ừ, vậy cái cặp này của em quần áo cho cha con của con quần áo mới không luôn nè. Được được rồi, một bao với một thùng đồ. Bây giờ đợt này là một thùng với một ấy nữa nè. Cái này là không phải là riêng gì bé trai mặc mà bé gái như mấy quanh này mặc luôn, này cũng được quần áo mới không luôn. Cảm ơn mấy cái này con mặc cũng bác, được nữa nè chị nhiều. Rồi quá trời đẹp luôn, đồ mới đó, quần áo thơm phức luôn. Phức luôn không? Dạ. Áo mới những cái đó là nguyên bộ. Dạ, màu vàng rất là nổi ha. Quá trời nổi nè.
Cái này phải lớn lớn chút, em mặc vừa luôn, em khoái mặc quần áo thun lắm. Thôi ông để dạ. cho con ông đi, cái gì ông cũng dành cho gì. Bữa nào để kêu nhiều cô chú anh chị khác gửi cho anh vài cái đầm. Dạ, đó, quần áo thun được rồi, dạ. Ông đến mặc đầm đi cho đẹp. Đồ bộ không quanh mặc vừa, ngọc mặc vừa luôn trời. Hai chị em mặc chung cũng được. Hai đạt mặc chung cũng được. Rồi cái này là bộ, phần bộ của cô Lý. Mấy cho con cảm ơn cô Lý trước cái cảm đi. Cảm ơn rồi. Cô Lý đi con. Ừ. Quanh cảm ơn cô đi. Ông tay hồng là hoàng con. Ừ. Rồi xong tới đó là cái phần quà của chị Bạch Tiết. Chị Bạch Tiết trên kênh của cháu Mr. Nhật. Rồi, cái này qua một bên. Dạ. Ủa cái đó còn cái bọc gì kìa? Cái này bọc quần cục á. Cái quần cục lớn. Quần cục cũng trong đây luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu phần quà của chị Bạch Tiết. Con cảm ơn cô Bạch Tiết gửi quần áo cho gia đình con, cha con của con. Hôm nào dư thì đi cho ông nội mặc. Cái đợt trước á là mấy bé nó không có ôm cái gì đâu, chị đợt này có gấu bông là mấy Ngọc nó ôm gấu bông luôn. Và rất tiếc là có một con thôi, đợt sau hy vọng cũng có nhiều ông bà cô chú gửi cho mình thêm một con gấu bông nữa để hai chị em chia cho nó đồng đều để khỏi giành lộn. Sao bé nhỏ như buồn hay vậy? Bé nhỏ không có gì. Dưới đó con còn quà nữa con, còn nữa mà. Bông đây đừng cho em buồn con. Còn nữa mà. Để lấy đập đây để vô đây đi con. Cái này để dơ của cô mới, của quần áo mới của cô. Mới tinh luôn nè, tinh luôn, còn tem luôn á. Nè, còn tem luôn nè. Để vô thùng đi để nó dơ con. Hăng chết hả? Ngọc hăng nè, còn tem luôn. Những cái dây vải này rất là mềm, rất là hiểu là mịn tay nè cô chú chị. Mặc chắc mát lắm đây. Như cái này là cái khăn nè. Ừ, khăn tắm, hai chị em đứng cái khăn này để dành tắm cũng được. Cô quấn kỹ quá trời luôn nè, này sợ ướt mưa nè anh Hồng. Đúng rồi. Này chị Bạch Tiết chọn sạch giặt lại. Dạ, nào cũng gắn hai ba lớp. Này sợ ướt mưa, sợ trời mưa trời gió ướt á. Không cần gấp đâu. Dạ. Sợ bên vận chuyển người ta dạ. không có kỹ á. Dạ. Như là cái đồng hồ đó là thấy nó bị nứt dành này. Uổng cái đồng hồ nè, quá trời uổng luôn. Cái này để mà để pin vô là xài hay gì anh không? Đúng rồi, pin này nãy. Bảy bên này trời uổng cái này đeo ở nhà vậy là đẹp luôn nè. Treo như nè. Lấy băng keo á, chơi keo dính sắt á. Quá trời. Ừ. Uổng quá trời. Thôi thì bây giờ để đi mình sửa sau đi. Giờ khui cái thùng đồ này, chắc hẳn là cô Bạch Tiết cũng đang nôn nóng rồi mấy cha con khui quà có thích hay không? Dạ. Đồng hồ cái pin này để bỏ đồng hồ đó đó con. Thì Tiết gửi cho bốn cha con. Thì hôm bữa ở gần nhà của Hồng Ca cô chú anh chị cũng có một vị khán giả coi được cái clip của mấy cha con cũng chở tới nhà luôn, gửi ở đằng nhà một cái bao đồ rất là bự, nhưng mà cái bao đồ đó chắc hẳn là em phải đợi xây nhà xong em mới chở xuống được. Tại vì trong đó gồm mùng mền chứ lửa đây cái nào của con. Thì đợi xây nhà xong có vừa vừa mới đứa luôn sử dụng những cái mùng mền chứ gói đó. Quá trời đẹp đẹp. Đồ xịn không nè. Ô này áo thun nhiều nè, áo thun vừa em luôn nè anh Hồng. Hả? Cái này mua đen nè. Mua đen á. Đẹp không em? Quá trời. Của em không luôn, cái này chắc của em không luôn cái gì anh Hồng ơi. Ừ. Cái này của em không luôn rồi. Đúng rồi. Trời ơi coi nè. Trời trời cái này ở ngoài chợ bán cái 35.000 đó trời trời. Biết giá không hả? Dạ biết đó, mua nè mấy áo này nè. Em mua đó. Không, cái này mấy cái này giả xịn á. Mấy cái này giả xịn nó mắc tiền hơn. Cái này quần lửng quần gì của quạt quần cục nữa con. Ờ cái đó. Ồ cái này vừa lan quanh với ngọc mặt cái này vừa luôn nè. Đó, quần lửng quần gì luôn á. Ồ quần cục cho mấy bé rất là lửng không nè, quá đẹp đẹp. Gái cái này gái không à? Của con gái không à? Mà không gầy đồ cô chú anh chị gửi về nhiều quá, có lựa riêng cho gửi cho vợ bên kia bộ nào chưa? Không có đâu anh. Cái này bà con cô bác cho cha con của em rất là cảm ơn nhiều. Có quần lột, cái này quần gái gì á? Không, trai. Trai hả? Quần lửng lửng. Ủa, nó quần đàn ông đó. Tết này, năm nay là cha con của em được quần áo mới, là mặc đi chơi là em luôn rồi đó. Mặc 10 năm chưa hết đồ đó. Dạ, mặc 10 năm chưa hết đồ nữa. Cái này quần, cái này em khoái quần mới này lắm nè. Nhiều đồ quá Tết làm tiếng mình than bộ đi. Dạ. Mình đi đâu chơi chút xíu cái mình thay. Dạ, mình phe với bà con cô bác. Chứ, có quần áo mới mặc rồi. Đi ra thay bộ, đi vô thay dạ. bộ. Nó quần này đẹp nè, những cái quần quá và đẹp luôn trời. Anh danh toan vừa ý không đó. Vừa không luôn á. Cái quần mấy này là em mát, nó giặt nó dễ khô nữa anh không? Nó màu khô. Màu khô nữa. Đi ruộng rồi cũng dễ. Dạ, đi ruộng đi làm hồ làm gì đó đó. Trời vừa vừa luôn trời. Bả lựa hay dữ trời. Quá trời luôn coi nè, có cỡ một luôn. Bà hàng chi bà quấn kỹ lắm nè, cô quấn kỹ nè. Ngọc xếp lại đi con. Nè cái quần này em mặc cũng được luôn nè. Ừ, quần sọt. Dạ, băng ra con xếp lại. Đây nè, quần áo thun luôn nè, trời ơi đẹp đẹp không luôn.
này con trai lớn em mặc vừa luôn nè. Như em thấy là cái cục đồ này như là phần lớn là của hai cha con nhiều dạ. hơn là dạ có hai cha gái. Con mặc vừa luôn. Ồ áo ồ, quá đẹp luôn, màu đỏ chói chang quá trời luôn. Chiều nay mặc áo này nè, mà chiều nay mặc áo màu này nè. Dạ nó thấy đẹp anh phải dạ. màu đỏ với màu hồng được không dạ. chị quá trời đẹp đẹp luôn. Quần áo bao này là hình như của em với hai cha con em không à? Đúng rồi đó, ít có đồ nữ, ít có đồ nữ, có mấy cái quần sọt nhỏ nhỏ nữa, hai đứa vợ con em nó mặc vừa, còn cái này là của em không luôn. Quần áo thun không trời, quá trời. Cái này mua biết nhiêu tiền mà nói đâu trời. Ừ, những cái áo này nếu mà tính ra trong shop thì cũng dạ, tiền không á, dạ. ngoài ngàn cái đâu, quay rẻ đâu. Có rẻ đâu. Nè, quần áo EVM không luôn. Không nó của chúng đi. Đẹp đẹp không? Cái này là ở dưới quê em làm gì mà ai có quần áo này mặc. Đúng rồi, mình lên dạ. anh Toan mới có thôi. Dạ có, mình lên em là có thôi, cô bác cho em có nhóc cho. Cái quần đó xịn đó đó. Dạ cái nè. Dày đúng không? Quần ừ. này là quần đó VIP luôn đó. Dạ, quần này quá như thầy giáo dạy tập thể dục vậy đó. Ừ, quần dạ. thể dục, quần thể thao. Dạ. Đó, quần này mới đẹp nữa. Ồ, đẹp đẹp không luôn trời. Có 20 cái gì đó quần đó nãy giờ. Ngốc luôn. Đây nè, con cỡ luôn, hay quá trời, chắc cô chắc cũng để ý mặc quần cục nè, nè quần này nè. Để ý cái gu thời trang dạ. của anh, mặc cái dạ. quần thun đó. Dạ. Ồ, quần nó xịn đó. Quần này mới tốt nè. Ừ. Ừ, trời, quần áo tốt không trời. Quần áo xịn không. Nhờ có bà con, cô bác cho, vậy mới cho con em có quần áo mặc nè. Dạ. Đợt này em cho một bao này, nó mặc năm nữa, 10 năm nữa chưa hết nữa. 10 năm nó chưa hết đồ. Dạ, chưa hết đồ nữa. Rồi đồ của cô chú anh chị cho xong nhà cửa xong mình làm cái xào á, cái xào dạ đúng rồi, mình cô chú anh chị cho tiền nhiều á, mua cái tủ mình dạ, để mình để riêng á. Ồ quần dạ. nó xịn đó. Quần áo mới không mặc, cái này cái kỷ niệm của người ta cho mình để cho kỹ mới được. Ừ. Dạ hết rồi đó. Ừ, đây là cảm ơn cô nhiều. Cô Bạch Tiết, dạ. đồ của cô Bạch Tiết trên dạ. kênh của Mr. Nhật. Của chị Bạch Tiết. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô Bạch Tiết nhiều. Ừ. Đây là bữa nay là cũng là cái bữa khui đồ tiếp tục luôn cô chú anh chị. Thì hiện giờ thì đang trên đường về những thùng đồ nữa, nhưng mà không biết khi nào tới. Thì do cái đường xá xa xôi, thì khi nào tới thì mấy anh em sẽ chở từ từ vô cô chú anh chị. Nếu mà chở một lần một rồi không có xe chở, tụi em đi xe máy rồi cô chú anh chị gần xa cũng thông cảm. Dạ. Rồi bây giờ nhận được đồ mới nè, nãy giờ là hai chị em lựa riêng cho mình được bộ đồ nào không? Hay là quá trời không biết quá được? Quá trời đồ luôn. Toàn đồ đẹp đẹp không luôn. Ôi quá trời đây, nãy giờ cha thì bư ra, con thì ngồi xếp. Cái pin để mình để đồng hồ. Pin để đồng hồ. Coi trời cái đồng hồ này bẻ uổng trời. À, bữa nay là người ta vô anh Nhân Tôn. Dạ. Bữa nay là người ta vô người ta cuốn nền đó, người ta ke nền đó rồi chừng nào người ta mới làm. Ngày mai anh, ngày mai là người ta xây cái nước, là người ta xây cái nước rồi người ta làm, người ta làm luôn. Ừ, chở kêu là vô xây cây nước thì cũng có cô chị Kim Xuyến ở bên Tây Úc gửi cho mình cái phần tiền xây cây nước rồi. Dạ. Thì cô cũng có dặn là xây cây nước xong thì sẽ để cái tên là cô là người tài trợ cây nước. Dạ. Là cái phần đó cô tài trợ riêng. Dạ. Ừ, thì anh cứ kêu thợ vô đi làm bao nhiêu thì nói em chuyển tiền trả dạ. tiền công cho người ta. Dạ. Con Ngọc ổng gài thì mình được nhà nè, được cô chú chị cho đồ quá trời. Có một cái ông chú ở Sài Gòn gửi cho ba con chiếc xe nữa. Ổng gài mình đi học mình có phe với mấy bạn là mình có nhà rồi không? Dạ có. Còn mấy bạn có cười mình nữa không? Dạ không. À, mình nghe là mình có đồ nhiều đúng không? À, con có xe, có nhà nữa. Ông bà cô chú nghe kìa. Con khoe là nhà tôi có nhà, có nhà rồi. Ờ, à, nói là ông bà đang cho cha tôi xây nhà rồi. Không phải ở chuồng heo như giống như đợt trước nữa đúng không? Yeah. Mình có nói với mấy bạn là mai mốt là ta đâu có dám nói mình nhà như chuồng heo nữa. Con cái là mẹ thì mình cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà cái chuyện mẹ thì bây giờ thì tạm ngưng là không có nhắc tới mẹ nữa. Thì bây giờ là cái giai đoạn đang bốn cha con đang bắt đầu thay đổi cuộc sống của chúng chị. Nhà thì có nè, cây nước có nè. Cây nước thì cũng có một cái cô đã gửi tặng riêng cho mình. Xe thì cũng có chú ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng rồi chú. Tiền thì em nghĩ là nếu mà xây nhà xong thì mình cũng có dư được chút xíu, anh muốn làm chung với anh Thống cũng làm. Hay là mình muốn đi bán cá gì đó thì có xe rồi nó dễ hơn. Mấy đứa con thì để có thể để cho anh hai đưa đi học. Thì chắc là hôm nay thì công bố với cô chú anh chị là cái ngày 29 là cái ngày thợ xuống để đo nền để chuẩn bị ngày mai là bắt đầu tiến hành làm nhà. Còn cái danh sách nhiều cô chú anh chị đang trên đường gửi tiền về để tiếp sức vô để xây căn nhà cho bốn gia con anh Danh Tôn thì chắc clip sau mấy anh em sẽ công bố luôn rồi cô chú anh chị. Chắc video đến đây thì chắc cũng đã dài rồi mấy anh em cũng
chân thành cảm ơn, một lần nữa cảm ơn cô Lý ở Gò Vấp và bạn Bạch Tiết trên kênh của Mr. Nhật đã gửi cho ba cha con, bốn cha con những cái phần quà. Tuy rằng những cái này thì đối với bà con khác là họ chắc không có giá trị. Không có. Nhưng mà đối với bốn cha con anh Nhật đến đây thì rất là quý của chúng chị. Rất là quý, dạ. Rồi một lần nữa thì em cũng chân thành cảm ơn chị Kim Xuyến ở Tây Úc. Tới đây thì mấy anh em cũng xin chào cô chú chị, hẹn gặp lại cô chú chị vào những clip tiếp theo. Chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú. Rồi, chào cô chú chị, hẹn gặp lại cô chú chị vào clip tiếp theo.